Chúa đã hiện diện ở đây cùng chúng ta. Amen. Con tim vua yêu thương đang nghe con trong giây phút này. Đúng như vậy. Vì con biết chính ánh sáng thiên liêng. Chính ánh sáng thiên liêng của Ngài đang ở đây với chúng ta. Và chúng ta sẽ nghe. Và con nghe bao nhiêu âm thanh vang lên nơi thiên cung trong giây phút này. Vì sự hiện diện của Chúa. Amen.